Nghe nói từ giờ đến chiều chú phải uống 6 chai này, 6 chai 3 lít. Mới từ sáng giờ uống chung mấy uống mấy chai rồi? Hai chai này. Ngày uống chục lít rượu trời. Ngày đêm ạ, ngày đêm. Ngày một đêm là uống 10 lít. Ô cha cha. Cứ sáng chiều ngày nào uống rượu các bạn. Uống một ngày đến cả chục lít rượu các bạn. Đúng không? Thần rượu. Uống với chú á hả? Không, con uống. Cái này ngâm cái gì trong đây? Tắc kè. Con tắc kè á hả? Tắc kè với cái nhông. Chú bắt chú bỏ vô à? Ừ. Trời trời trời. Có nghĩa là tôi bắt con tắc kè chú thấy nó ngoài đường chú bắt chú bỏ trong chai luôn hả? Ừ, nó bỏ luôn nè. Hey, xin chào mọi người nha. Hôm nay mình đang đi ở thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa đó các bạn. Mình thấy có một ông cụ đang ngồi ngay ven đường này đó các bạn. Cởi trần. Rồi bắt đầu bày binh bố trận với đồ ăn nhậu mà không biết là ông cụ này là ai và ở đâu. Cho nên là mình muốn ghé lại để tiếp cận ông cụ này. Thấy một mình ngồi trên một trải một cái tấm bì ở ngay dưới đường đó, để ngồi nhậu. Ông còn mời bọn mình nhậu nữa chứ. Cho nên bọn mình thử ghé, bọn mình hỏi thăm và tìm hiểu thử xem ông làm gì ở đây, nhà ông ở đâu. Sao chú ngồi đây nắng quá vậy? Ngồi nhậu hả? Nhà chú đâu? Sao lại ra đây ngồi? Buồn buồn hả? Là buồn là sao chú? Buồn buồn về chuyện gì? Chuyện gì kể con nghe coi, đây đồ nhậu đấy hả? Ừ, đồ nhậu. Chuối này, xoài này, bún này ai cho chú đây? Hả? Bún này ai cho đây? Mua. Mua hả? Ừ. Sáng giờ chú uống mấy chai rồi? Hai chai. Chai này mấy chai kia là hai chai hả? Ừ. À. Chú tên gì chú? Tên Mãi. Mãi? Ừ. Chú năm nay được nhiêu tuổi rồi? 47. 47 tuổi hả? Ừ. Chú ở mấy ai? Ở Minh Yên hả? Ừ. Sao lại ra đây ngồi nhậu? Ừ, ngồi nhậu. Ngày nào chú ngồi đây à? À, đây là chai lọ thấy đang ở bên đây này. Sao không ngồi trong nhà nhậu cho nó mát mà ra đây ngồi? Ừ, đây rất ngon ngoài này. Ngồi ngoài này mát hả? Vợ con chú đâu? Thôi hết rồi. Thôi hết rồi hả? Ừ. Vợ bỏ con bỏ luôn à? Có con mấy đứa con? Bốn đứa. Bốn đứa. Mà giờ chú ở một mình. Rồi. Ngồi đây nắng nôi này. Có sao không? Không sao hả? Chú có chuyện gì buồn kể con nghe coi. Ừ, để nó kể. Tâm sự mấy con coi. Ừ, chết thì con bỏ gì đó, mà buồn nhậu chơi. Vợ chết con bỏ hả? Ừ. Cho nên là buồn là nhậu chơi hả? Ừ. Chú uống rượu được mấy năm rồi? Ừ, năm 92 giờ hai mấy năm rồi. Hai mấy năm rồi. Ừ. Này chú ngồi ngoài đây nhậu bao nhiêu lâu rồi? Chắc tới ai biết đâu. Không nhớ ngày. Không nhớ ngày hả? Ngày nào cũng ra đây ngồi. Ừ. Kiếm được mấy cái trái chuối. Ừ. Bốn. Chú ngày nào cũng ngồi đây nhậu thì lấy tiền đâu mà xài? Không có tiền thì về đi bắt ốc. Về đi bắt ốc hả? Ừ. À. Cứ sáng ra đây nhậu, hết tiền là về đi bắt ốc. Ừ. Mai nhậu tiếp. Nhà chú ở đâu dẫn con về nhà thăm được không? Ừ. Con về thăm nhà chú được không? Ai thăm? Con nè. Đi trong kia kìa. Xa không? Đi xa không? Cả cây số à. Cây số hả? Chú dẫn con về nhà được không? Ừ. Chú dẫn con về nhà chơi được không? Ừ. Chú dẫn con về nhà được không? Mà nhà thôi đừng có về đâu. À, cô ra cho con hỏi thăm tí được không cô? Tối ngày ông ngồi đó, suốt ngày tới tối lội về. Tối lội về thì ngủ ở đâu trời? Ngủ ngoài hiên. Ngủ dài dài vậy đó. Nhà. Mấy chiều ra ngủ ngoài hiên hả? Ừ, hiên nhà. Ra đây được không cô? Hả? Cô là chú này tình hình là sao chú cô? Thì cũng có anh em rồi giàu đó, mà với bà già mà tại ông có cái tạc ông uống rượu từ sáng tới chiều vậy đó. À uống từ sáng chiều rồi. Ừ, ông có cơm nước gì chứ vậy đó, ngồi tới chiều lát hết chai vậy đó. Hết là đi mua à?
Gần hết rồi. Là ý là xin tiền con để mua rượu hả? Gần hết rồi. Nó cho rượu. Có nghĩa là uống rượu hết tiền xong bắt đầu là đi bắt ốc mua rượu uống tiếp. Nó vậy đó. Nó đâu có cơm nước gì đâu tới ngày. Không ăn uống gì. Chứ nó luyện cái môn phái gì mà uống rượu không rồi trời. Uống kiểu này là sao mà chịu nổi? Anh em nó giàu lắm. Giàu lắm hả? Tại vì nó uống vậy rồi ta bỏ không thầm dòm tới bỏ thì bả đóng cửa bả bỏ đâu cho vô nhà. Vậy là tối ngủ ngoài đường luôn. Mới chiều ra đây ngủ nè. Chiều ra ngoài bờ sông đây ngủ hả? Có vài ngàn thì uống tới chiều với hết cái sáng ngày đi kiếm khác mua uống nữa. Mua đâu mà người ta bán cho hay vậy? Đây nè. Bên quán xíu con nhà giàu nó bán. Mà có tiền nó mới bán, không có tiền nó không bán. Cái sáng đầu hồi. Ngày chú uống mấy lít? Uống bao nhiêu cái chai cũng không đó đủ. Chai này nữa. Cứ mua hoài thôi. Không đủ. Bao nhiêu cũng không đủ. Thế là thành men mình nhập của người chú rồi. Chắc vậy. Chú uống ngồi đây được bao nhiêu năm rồi cô? 2-3 năm nay rồi. 2-3 năm nay ngày nào cũng ngồi đây. Cứ sáng là ra đây ngồi. Mà là mẹ có này, cha có, anh em có mà đúng không? Có. Trời, anh em nó con của nó giàu giàu, con nó con giàu lắm. Chú bỏ rượu đi về ở với vợ con chứ sao ngày nào cũng nhậu vậy? Nó đâu có nhậu. Phải nhậu không nhậu. Bác thấy này bà già. Có nhậu chết hả? Không nhậu. Không ai dòm cho ha. Chú nhậu nhiều quá không ai quan tâm tới á. Nhậu rồi bê bối thôi thúi quá rồi. Đừng có nhậu nữa thì về ở với mọi người. Đi làm kiếm tiền nuôi con nuôi cái. Nhậu không nhậu chứ bao. Không nhậu là chết kéo hả? Nó là không có rượu là nó run không. Uống rượu vào là không run. Còn nhậu là không có run. Cái này là cái gì đây chú? Cái vòng gì đó kệ. Cái vòng hả? Cái gì kệ. Trời ơi, đụng cái gì teo thấy biết được rồi. Cái nhà chú ở trong đây hả cô? Trong lỗ mới. Từ đây vô đấy xa không? Cây số. Nó xe, vậy tôi hạ cây số. Nhưng mà ở nhà ở gì đúng không? Có nhà bà già ở với bà già. Có hai đại chợ lần chứ không phải ít đâu. Dạ. Vậy là có nhà ở nhưng mà không về. Bà đóng cửa bởi vì gì nó kiểu như nó ở dơ quá. Bà không cho vô nhà. Thầy chú có mấy người con? Tổng thể 4 hả? 4. 4 người con, mấy trai mấy gái? 3 gái 1 trai. 3 gái 1 trai. Chắc lúc này là do nói không nghe. Xong bắt đầu nó hai đứa rồi. Nó bỏ. Kiểu là nói nhiều quá không nhiều không quá chịu bỏ rượu rồi. Bây giờ cho đôi lít rượu tôi uống đây. Cho lít rượu uống hả? Ai chấp cho hành chứ hoài. Con hỏi thăm chú mà ví dụ xem có giúp được chú cái gì không? Đâu có gì đâu. Chú rút rượu là còn tụi con không giúp rồi đó. Cho lít rượu cần rượu thôi chứ nghĩ cần gì. Còn là cho cửa tiền mua rượu mua thuốc thúc. Con cho chú tiền mua đồ ăn, đồ uống được chứ còn cho tiền mua rượu cho đó. Dạ. Là bị cái này bao nhiêu năm rồi cô biết không cô? Tại nó uống đâu thì 20 năm nay. Năm 92 hay mấy năm. Nghiện rượu từ 20 năm nay rồi. Hai mấy năm rồi. 20 năm là chỉ uống rượu rồi không ăn cơm. Cũng lâu lâu ăn lần. Lâu lâu ăn lần. Lâu lâu mấy lần. Đấy là ăn mấy cái gì không này? Này là ngồi gấp là nhậu nhậu này. Mà chú uống rượu thay cơm. Là cứ ngồi đây có đả động gì đến ai không cô? Không. Không nói chuyện ai. Không nói chuyện với ai hết. Chú biết ca không? Biết chứ chú. Ca cho con nghe bài coi. Bây giờ lời yêu cầu bản gì? Bản gì nữa chú thích hát bản gì chú hát? Mùa xuân này anh sẽ cưới em, bỏ thời gian cách xa đời chờ. Dìu sang nhà như tiếng pháo vui, theo kìa hoa có đôi thủ rơi. Chờ mấy ngày rồi mình đưa tin, gần mùa xuân sẽ nên vợ chồng đôi mình tầm 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 tầm. Biết lắm cái lưu tình là muốn hát bài lớn lớn lên tí, hát lớn lên tí rồi hát bài gì? Ca bài ca được nhiêu được rồi. Ca thêm đi, ca thêm cho con nghe bài nữa đi. Nghe hay quá mà. Hát hay rồi. Nghe hay quá rồi con. Phải ca, phải
ca nhiều nó nghẹt hơi hả? Thì hát thêm bài nữa đâu có kẹt đâu. Hát cho con nghe bài nữa đi. Bài gì anh biết được đâu. Hát bài gì cũng được, bài về quê hương đất nước gì đó. Chú thích nhất bài gì chú hát bài đó? Tự lựa chọn à. Giống karaoke vậy hả? Là tự chọn chú tự hát à? Bạn được rồi. Ca nhiều quá nó thôi. Chú biết cái chữ gì xăm hình cô nào trên người kia? Cô gái anh người. Cô gái hả? Ừ, cô gái. Cô gái là ai ở đó? Phải có ai ai chứ? Đó ngày xưa không biết ai cứ xăm mà. Không biết ai cứ xăm rồi. Cứ xăm mà. Dạ. Hát hát con nghe bài nữa đi. Thôi bây giờ nghỉ hát. Hát cho con bài nữa, tí con cho tí tiền. Nghỉ hát đi, chắc này biết được đâu mà ca chắc này. Hát bài nắng quá trong mặt. Hát bài đám cưới về trên làng quê đó. Đám cưới trên làng quê, thuộc cái bài đó hay gì đó. Rồi chú hát đi. Sáng hôm nay có một đám cưới rước dâu trên về xưa khác. Có cô dâu áo hồng khăn ré, chàng rể xinh xinh ôm chặt chiếc gái chầu. Giường nhãn em qua làm thế, em lấy chồng theo lệnh của mẹ cha. Em lấy chồng giàu nên cả xóm họ mừng vui, để một mình anh ngẩn ngơ buồn lá. Gái xóm trên lấy chồng xóm dưới, để anh trai láng giềng tát nước đồng sâu. Đồng sâu tát nước thì lâu, để nhìn đám cưới rước dâu đi về. Hai đám cánh mộc con sông, đưa dâu đó chắc không phải về. Anh về em cũng theo về, có chồng có vợ dễ bề nói năng. Tháng giêng lúa chín đầy sân, anh thương em thì đã hết lỡ muộn giêng lâu rồi. Chú ơi, cô đã quên này. Quên rồi hả? Nghỉ ca đi. Thôi chú, nhưng mà giờ con hỏi này, giờ chú có chuyện gì buồn chú nói con nghe mà sao chú? Bây giờ hết buồn vui. Hết buồn vui rồi hả? Vui. Giờ vui chẳng rồi hả? Chẳng bị vui rồi. Có người nói chuyện nên vui rồi hả? Vui rồi. Vui lại. Chứ có cái chuyện gì chú tâm sự với bọn con nghe không? Hết rồi. Hết rồi hả? Hết buồn hết nhanh rồi. Vậy? Bao nhiêu lâu nó chẳng bị vui lại. Có con cái, có vợ con, có cha mẹ, có anh em. Mình bỏ rượu để mình về, mình sống với gia đình. Phải nó được thì ta nuôi rồi. Chứ ngày nào cũng ngồi ngoài đường đấy các bạn. Vậy đó. Chú ngày nào chúng ngồi ngoài đường các bạn. Rồi rồi, có con sẽ cho chú. Ngồi ngoài đường các bạn. Ngồi gần ngoài bờ sông này. Ra đây ngồi cứ thế là trăng nắng trăng nôi. Cót mấy trái chuối, trái xoài. Mua rượu về đây là ngồi nhậu thôi. Chú bỏ rượu đi chú ạ. Từ từ bỏ. Từ từ bỏ hả? Từ từ bỏ. Còn ngày uống cả mấy lít rượu này sao mà chịu nổi? Nghĩ chịu nổi hết trơn. Cho tiền chú thì cũng được, cho nhiều cũng được, nhưng mà có điều cho chú uống rượu rồi con đâu dám cho. Đâu có sao. Đâu có sao. Đừng nói, chị đừng nói vậy chị tâm. Là sao con? Chụp hình nó gì? Con cho cũng được, nhưng mà có điều cho chú. Trời ơi, thì mua này mua kia, không uống rượu thì làm gì đó thì làm. Mua cơm mua nước ăn nha, đừng mua rượu uống nữa. Trời thì từ từ chứ. Từ từ hả? Từ từ, cái từ, từ mới bỏ được đúng không? Đúng nhưng rồi. Mà lâu lắm rồi, hai mươi mấy năm nay rồi mà. Không ăn cơm ăn nước gì là chỉ có ngồi là uống rượu thôi. Con cái chú nó không nói gì hả? Nó không nói, nó kệ. Nói riết rồi nó bỏ luôn. Nói riết nói không được. Rồi quay gì? Con ngồi con nói chuyện với chú thôi. Thôi ngồi nói chuyện nhiều quá mệt lắm. Bây giờ cho miếng tiền gì để mua. Dạ chú cần bao nhiêu? Không có cần nhiều, cho nhiều lấy nhiều. Đâu có cần lấy nhiều, cho nhiều lấy nhiều mà. Chứ tiền mà chặn mấy chiếc xe lại. Đâu có làm sao. Rồi con sẽ cho tiền chú yên tâm. Ngồi hoài nắng lắm. Cho nắng, ngồi hoài nắng lắm rồi. Nắng mệt. Nhưng mà chú ngồi đây đến mấy giờ chú về? Ngồi lại hồi muốn về về muốn không không. Muốn về về muốn không không. Mới chiều ngồi đây luôn. Sao không rủ bạn nó nhậu đi, ngồi mình nó cũng buồn. Rồi, rồi, kênh của chú kinh gì đang nó bắt lên hả? Rồi cho miếng tiền. Chú là tiến Sài Gòn. Tiến Sài Gòn. Quay chú. Tiến Sài Gòn. Vậy bắt tiến Sài Gòn đó là lên mãi. Về con
cho chú 100 nha. Dạ. Mua cơm ăn nha. Ừ. Không được mua rượu nha. Ừ. Hứa chưa? Ừ. Chú hứa đi. Ừ. Chú hứa sao? Thì mua cơm ăn chứ không mua rượu. À. Này chẳng qua là hứa cho vui thôi chứ không tin nổi rồi. Chú. Này, cho chú 100 nha. Ừ. Cảm ơn. Cơm nhiều, ăn nha. Cảm ơn rất nhiều. Rồi quay nữa bây giờ ngồi rồi, nắng mặt. Mày lên trên kinh luôn rồi đó. Rồi ở đâu mà giờ con trên thành phố xuống thấy chú ngồi đây luyện công cho nên con ghé nó thăm này. Ừ. Rồi rượu mà ngày uống mấy chai này, đây bên này toàn chai rượu của chú uống này các bạn. Ừ. Ngày đầu cũng có cái này là gì? Sữa. Sữa hả? Ba cái giống gì đó. Sữa này để từ cái thời nào giờ mà có uống được không? Nửa tháng nay ai biết đâu vậy. Này cứ bày mấy ở đây là ngồi nhậu thôi các bạn. Chai rượu. Thì thôi đừng có mua rượu nha. Trời ơi, dán chiều 6 chai nữa. Sao cô? Hả? Đi. Dạ. Quay cho mày lên đàn. Thăm chú mà. Thôi chú bớt nhậu đi. Nhậu đi rồi về vợ con nó thứ thì sống với chúng nó chứ giờ ở ngoài đường vậy không à? Cuộc đời mình tự lo chứ đâu ai lo cho mình. Từ từ sẽ lo hả? Từ từ làm lại từ đầu là bao giờ mới làm lại từ đầu? Từ từ chưa biết. Từ từ thì bao giờ mới được cái chứ? Chưa biết từ từ chứ. Này gọi là thần rượu. Uống ít rượu thôi, uống là giết rồi bắt đầu là bao tử rồi gan ruột nó chín hết thì bắt đầu là. Ừ. Bác sĩ chạy rồi. Bác sĩ chạy rồi. À? Bác sĩ chạy. Là vì sao bác sĩ chạy? Bao tử bao vậy hư răng rồi. Đúng rồi, nó chín thịt ở trong luôn mà. Chuyển qua sóc răng mà bây giờ nó hết bệnh rồi. Dạ dạ. Uống nhiều quá nó hết bệnh luôn hả? Uống vô nó hết bệnh. Từ từ rồi nó. Trời nhậu này. Không tưởng tượng nổi. Cô là chú ấy là có vợ con nó thứ là đầy đủ đúng không cô? Con bây giờ nó còn đứa, con hai đứa mà, đứa con gái, thằng trai có gia đình rồi, thằng trai nó ở dưới chợ rồi, nó bán đồ tạp hóa rồi. Dạ. Còn mấy chị em của nó thì giàu. Nhưng mà do chắc nói không được, sao bắt đầu người ta cũng quan tâm tới. Bỏ rượu rồi ăn uống sạch sẽ rồi người ta nuôi rồi, ổng không bỏ. À. Người ta bỏ cái phế vậy đó. Vậy là do chú ấy chứ không phải. Nhậu ăn nhậu cả chục năm nay rồi. Ừ, đâu phải người ta bỏ mà. Mấy chục năm nay. Nó nghèo khổ gì đâu. Ngày mà 6 chai. Ừ, vậy đó. Ngày chắc uống rồi mấy lít rồi hả? Tự là kiếm tiền uống à. Ngày chú uống mấy lít? Biết bao nhiêu cho đủ. Uống biết hoài. Bao nhiêu cho đủ uống từ sáng đến chiều. Ừ, uống hoài. Vậy. Uống từ ngày nọ qua ngày kia. Này là công lực của chú cao lắm này. Thôi bỏ rượu đi chú ạ, nha. Nói thiệt á, bỏ rượu đi. Ha. Khoan từ từ thôi bỏ. Khoan từ từ bỏ, 20 năm nay rồi, giờ còn khoan gì nữa. Bỏ rượu là chết hả? Chú uống rượu nhiều quá thì sao? Ngày uống cỡ mấy lít rượu thì sao mà chịu nổi? Uống là nó tỉnh lại. Còn không uống rượu là mình mãi đi không được. Dạ dạ dạ. Nó bị gì? Thần rượu này là gọi là thần rượu. Không uống rượu đi không được. Không uống rượu là nó run hả? Ừ. Không uống rượu là run tay run chân. Ừ. Uống rượu vào nó mới tỉnh. Ngày chú uống bao nhiêu lít? Uống hoài không sao vậy nữa. Ngày chú uống mấy chai như thế này? Cả chục lít. Chục lít hả? Ngày đêm cả chục lít. Ngày uống 10 lít rượu. Ngày đêm cả chục. Ngày đêm 10 lít. Mà không có rượu đi không được. À. Uống rượu càng ngày nó càng mạnh ngộ. Càng uống nó càng mạnh. Nghe nói từ giờ đến chiều chú phải uống 6 chai này, 6 chai 3 lít thì mới uống, từ sáng giờ uống chú mới uống mấy chai rồi. Hai chai. Ngày uống chục lít rượu trời. Ngày đêm. Ngày một đêm nó uống 10 lít. Ừ. Ô cha cha. Cứ sáng chiều ngày nào uống rượu các bạn. Uống một ngày đến cả chục lít rượu các bạn. Đúng không? Thần rượu. Uống với chú hả? Không, con uống. Cái này ngâm cái gì trong đây? Cắt kè. Con tắc kè hả? Cắt kè với cái nhông. Chú bắt chú bỏ vô à? Ừ. Trời.
Có nghĩa là tôi bắt con tắc kè chú thấy nó ngoài đường chú bắt cho bỏ trong chai luôn hả? Ừ, nó bỏ rồi nè. Cái dây này ấy không rồi kia bứt bứt rồi nó bị dính mà cái nhọn sắp vậy rồi. À. À chú ấy đi bắt mấy con thạch sùng nữa các bạn. Ở dưới ruộng dưới đầu này. Đấy bạn. Bắt được cái gì chứ bỏ trong cái chai này xong ngâm này. Ngâm này uống cho nó hết bệnh. Bắt được con tắc kè bỏ trong đây luôn. Ừ, tắc kè cái nhông gì đây nó. Đâu rồi đây lại. Sợ thật đây này. Thấy không? Bắt được cái con gì ngồi đây mà thấy con gì đi ngang qua là bắt bỏ vào chai luôn đấy. Đúng rồi, chú thấy con gì bạn là đi ngang qua là chú bắt chú bỏ chai luôn đúng không? Là ngâm là uống luôn đúng không? Sợ chú thật đấy. À, thôi con đi nha. Ừ. Bye bye. Làm gì đây? Dạ dạ dạ. Thôi bỏ rượu đi nha. Thôi các bạn ơi, thôi bây giờ mình đi ngang mình thấy chú thì mình tính hỏi thăm để giúp chú nhưng mà thấy chú tình hình này là giúp không được. Thì hình này bó tay rồi. Bây giờ mình cũng quay và mình giới thiệu đến chú vậy thôi. Bây giờ mình xin dừng và kết thúc video đây nha.